TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Không có ai ở đây. Bây giờ mọi người muốn nghe một câu chuyện đáng sợ không? Một người tên là Búa Tạ. Người ta đồn rằng anh ta là một tay giết người hàng loạt đáng sợ ở khu vực lân cận vùng này. Vào một năm trước đây, có một nhóm bạn bè nọ cũng tới đây để đi dã ngoại giống như nhóm chúng ta. Buổi tối hôm đó, mọi người quây quần lại tụ tập vui vẻ ăn uống hát hò chơi đùa bên đống lửa. Nhưng rồi bỗng nhiên, có một gã đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện, và hắn chậm chậm tiến tới chỗ họ trong tay cầm một cây búa tạ. Vì vậy mà mọi người đặt cho hắn ta là biệt danh Búa Tạ. Khuôn mặt của hắn ta rất là nhầy nhụa và vô cùng đáng sợ đó. Ây cha, máu trên mặt của hắn ta chảy ròng ròng xuống. Ây cha, hắn đã đột ngột xuất hiện với bộ dạng đáng sợ đó. Rồi hắn chặt họ ra trong mảnh. Trời ơi anh ơi, anh đúng thiệt là con nít quá trời quá đất rồi. Cảnh này thiệt là đẹp mắt mà. Cũng đẹp đôi đó. Hãy chơi trò nói trống không đi. Nói trống không hả? Được, em đồng ý hai tay. Chơi trò nói trống không đi. Được thôi, chơi thôi, bắt đầu. Thời điểm này có lẽ con Tú Minh còn căng thẳng hơn cả những lúc chiến đấu với... Anh cũng dậy sớm như vậy sao? À, muốn ăn không? Sáng nào cô cũng ăn như vậy sao hả? À, đối với một người đang giảm cân thì như vậy đủ rồi. Một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Nè, anh cố gắng thoải mái đầu óc đi mà. Ở đây chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Dậy đi, nè. Thám tử Hoang, Thám tử Hoang à. Dậy đi, Thám tử Hoang. Nè. Thám tử Hoang à, dậy đi. Đội điều tra, có vụ án mạng, chuẩn bị đi. Vụ án sao hả? Vụ án sao nói? Trời ơi, mới sáng sớm. Ai chà, thiệt là xui xẻo. Gì đây chứ hả? Ai chà. Câu lạc bộ chiến binh xương trắng. Ai chà, làm hỏng cả ngày nghỉ của mình luôn. Nạn nhân là Du Hân Quang, năm nay 51 tuổi. Ông ta chính là giám đốc của công ty quảng cáo Arum. Họ nói ông ấy đã mất tích khi đi leo núi tối hôm qua. Cho tới sáng hôm nay thì ông ta được tìm thấy tình trạng như vậy. Ai đã tìm thấy nạn nhân?
người có sao không vậy? Ôi trời ơi, cho nghe à. Con nhìn thấy chủ tịch không? Tôi không có thấy. Trời đau quá. Ôi à. Ở kìa ai vậy? Tất cả bọn họ sao? Phải. Đúng là xui xẻo thiệt đó. Ông xong rồi sao? Kết quả kiểm tra cho thấy rằng tất cả bọn họ đều có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời. Nguyên nhân là gì? Có thể do bọn họ đã uống quá nhiều rượu. Khả năng thứ hai là do bọn họ đã bị thương ở phần đầu. Bên cạnh đó cũng có thể do hai nguyên nhân trên gây nên. Rượu, thương tích, chấn động mạnh. Rốt cuộc là buổi tối hôm qua họ đã làm chuyện gì vậy? Chú Hy à, chú Hy à, alo, chú Hy, alo. Danh sách những người cô ấy từng gặp kè sao? Sao cô ấy lại phải lập danh sách đó? Là để đưa cho chủ tịch công ty quản lý. Cô nghĩ